Ai là người cắm cờ trên nóc Dinh Độc Lập vào năm 1975? Thay mặt Bộ Tư lệnh Binh đoàn, tôi trao cho đơn vị các đồng chí lá cờ của Tổ quốc. Các đồng chí có nhiệm vụ cắm nó lên nóc Dinh Độc Lập của Ngụy Quyền Sài Gòn. Đúng 11 giờ 30 phút ngày 30 tháng 4 năm 1975, lá cờ chiến thắng của mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam tung bay trên nóc Dinh Độc Lập. Miền Nam được giải phóng, đất nước Việt Nam hoàn toàn thống nhất. Người đã cắm lá cờ chiến thắng đó là đồng chí Bùi Quang Thận, sinh năm 1948 tại Thái Bình. Ông nhập ngũ vào năm 1966. Khi tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh, ông là đại đội trưởng đại đội 4, tiểu đoàn 1, lữ đoàn tăng thiết giáp 203, quân đoàn 2, đơn vị đảm nhiệm đánh chiếm Dinh Độc Lập. Sáng ngày 30 tháng 4 năm 1975, các cánh quân của ta đồng loạt tấn công vào trung tâm thành phố Sài Gòn. Lúc 10 giờ 15 phút, xe tăng T-54 mang số hiệu 843 do đồng chí Bùi Quang Thận chỉ huy đã dẫn đầu đội hình tiến vào Dinh Độc Lập. Khi xe tăng mang số hiệu 390 hút độ cổng chính thì xe 843 của ông bị kẹt lại tại cổng phụ. Trong giờ phút lịch sử ấy, ông đã quên đi hiểm nguy trước mắt, lập tức nhảy xuống xe, mang lá cờ của mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam mà không hề mang theo một thứ vũ khí gì. Hai đồng chí của xe 390 là Vũ Đăng Toàn và Ngô Sĩ Nguyên đã chạy theo yểm trợ cho đồng chí Bùi Quang Thận tiến vào trong dinh. Khi lá cờ đỏ sao vàng phấp phới tung bay trên nóc Dinh Độc Lập cũng là lúc chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã toàn thắng, nước Việt Nam hoàn toàn thống nhất, non sông thu về một mối.